Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay ngày 26 tháng 4 thì như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tin tức mới nhất nhé. Hiện tại thì cảm biến vân tay trong màn hình đã trở thành một tính năng phổ biến và không chỉ có mặt trên các mẫu flagship, ngay cả các mẫu smartphone tầm trung cận cao cấp thì cũng đã bắt đầu có tính năng này. Nhưng để trang bị cảm biến vân tay trong màn hình, các hãng sản xuất smartphone cần dùng màn hình OLED. Tuy nhiên mới đây thì một công ty đến từ Trung Quốc phát triển thành công cảm biến vân tay trong màn hình đầu tiên trên thế giới cho màn hình LCD. Cụ thể thì hãng Phosense vừa tuyên bố rằng họ đã phát triển thành công cảm biến vân tay cho màn hình LCD. Theo nhóm R&D và R&S của Phosense chia sẻ rằng, để đạt được thành tựu này, họ đã sửa đổi VFA cải thiện sơ đồ đường dẫn quang học và liên tục cải tiến bằng bảng điều khiển đèn nền LCD. Nhờ vậy, họ đã giải quyết được hiệu ứng với hình ảnh. Ngoài ra, thì Phosense còn áp dụng cách tiếp cận dựa trên thuật toán. Họ sử dụng thuật toán Deep Learning Neural Network để tối ưu và nhận dạng giúp vân tay được xác định nhanh chóng. Và theo công ty này thì công nghệ cảm biến vân tay trong màn hình LCD của họ có tỷ lệ nhận dạng thành công tương tự cảm biến vân tay truyền thống. Đây được coi là một bước đột phá lớn vì giá của màn hình LCD rẻ hơn nhiều so với màn hình OLED. Ngoài ra thì màn hình LCD vẫn đang được sử dụng khá là rộng rãi hơn so với là màn hình OLED. Nếu công nghệ này hoạt động tốt thì chúng ta sẽ sớm thấy các mẫu smartphone giá rẻ được trang bị cảm biến vân tay trong màn hình. Các bạn thân mến, trang Mako Takara đến từ Nhật Bản đã đăng ảnh và video được cho là mô hình của iPhone 2019. Thiết kế này được lấy từ bản vẽ CAD rò rỉ từ đối tác của Apple, sau đó thì in 3D. Nguồn tin cho biết là sẽ có hai mẫu máy mới, trong đó phiên bản dùng màn hình OLED 6.1 inch có thể có tên là iPhone 11 và mẫu 6.5 inch sẽ có tên là iPhone 11 Max. Như vậy thì iPhone 11 có màn hình lớn hơn iPhone XS và bằng iPhone XR. Tuy nhiên thì khi đặt cạnh nhau, mô hình mẫu điện thoại mới của Apple có kích thước nằm ở khoảng giữa hai thiết bị này. Cùng là 6.1 inch nhưng iPhone 11 với màn hình OLED sẽ gọn hơn iPhone XR với tấm nền LCD. Các phép đo cho thấy iPhone 11 có bề ngang rộng hơn là 0.4mm và dài hơn khoảng 0.2mm so với XS. Trong khi đó với iPhone 11 Max to bằng iPhone XS Max nhưng lại dài hơn 0.4mm. Đồng thời, dòng máy mới này dày hơn có thể do tích hợp tính năng PowerShare cho phép các thiết bị sạc không dây cho máy khác. Công nghệ tương tự đã có trên các dòng Galaxy S10 hay là Huawei P20 Pro. Camera sẽ là điểm thay đổi đáng kể trên hai thiết bị mới, được thiết kế thành cụm hình vuông lồi lên. Và iPhone 11 cùng với 11 Max sẽ có 3 ống kính, mỗi chiếc to bằng camera đơn trên iPhone XR và được xếp theo hình tam giác. Ngoài ra thì máy còn được tích hợp cảm biến ToF để cho được sâu. Và iPhone thế hệ mới sẽ được Apple phát hành vào tháng 9 năm nay. Nâng cấp tính năng và cải tiến về camera có thể là hướng đi giúp cho công ty công nghệ Mỹ có thể tăng sức cạnh tranh với các mẫu điện thoại đến từ Android. Các bạn thân mến, các nhà sản xuất điện thoại di động hiện nay thì luôn tìm cách để thu hẹp kích thước hoặc là loại bỏ tai thỏ. Chẳng hạn như là với Vivo Next hay là Oppo Find X thì sử dụng cơ chế thỏ thụt. Samsung thì cũng đã đưa hẳn cụm camera này vào bên trong màn hình với Galaxy S10 hay là dạng lật xoay như trên Galaxy A80. Bên cạnh đó thì một số hãng lại nghĩ đến những thiết kế không giống ai. Theo Let's Go Digital thì Xiaomi mới đây đã đăng tải sáng chế phần tai thỏ nằm ở phần đỉnh và nhô hẳn lên ra khỏi máy. Theo mô tả thì phần này cho các cảm biến, camera kép và loa thoại có độ dày tương đương với thân máy. Nhờ thiết kế mới mà công ty Trung Quốc có thể đưa vào màn hình tràn viền toàn bộ, riêng mặt sau thì vẫn sử dụng camera kép và mặt lưng bằng kính. Một số nhận xét cho rằng kiểu dáng điện thoại mới thì khá là hài hước và trông nó không khác nhiều so với một chiếc lệnh bài của vua chúa thời ngày xưa vậy. Riêng với phần notch tương tự như một khuôn mặt người, tất nhiên thì đây vẫn chỉ là một ý tưởng thiết kế thôi và chưa chắc chắn rằng Xiaomi có thể mang thiết kế này để thương mại hóa. Những năm gần đây thì các công ty công nghệ Trung Quốc thì cũng có xu hướng đăng ký các bằng sáng chế tương tự như Apple hay là Samsung, tức là họ nộp đơn xin cấp bằng, sau đó thì sẽ là cất tủ đi. Trước đó thì ZTE cũng đã từng đưa ra ý tưởng về một smartphone với cụm camera trước đặt ở cạnh bên, thế nhưng vẫn chưa thấy thiết bị này được xuất hiện. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay ý kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!